Kính thưa quý chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, để tiếp theo chương trình thì sau đây tôi xin phép được trình bày bài báo cáo với cái chủ đề lựa chọn TKI trong điều trị ung thư phổi không phải tối nhỏ, kháng thuốc với thuốc điều trị trúng đích. Thì như chúng ta đã biết, đến thời điểm hiện tại thì các cái thuốc TKI hay còn gọi là các cái nhóm thuốc phân tử nhỏ đã được chứng minh có hiệu quả rất là rõ trong điều trị ung thư phổi không phải tối nhỏ giai đoạn di căn. Và tại Việt Nam hiện nay cũng như ở các nước phát triển trên thế giới thì theo các khuyến cáo của tổ chức ung thư lớn như NCCN, ESMO hoặc ASCO và cũng đã được Bộ Y tế chấp thuận, thì chúng ta hiện nay có đủ 3 thế hệ thuốc TKI. Từ thế hệ 1 chúng ta có erlotinib, rồi gefitinib, cho đến thế hệ 2 là afatinib và gần đây nhất là chúng ta đã có thế hệ 3 là osimertinib. Thế thì trải qua rất nhiều các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng khác nhau thì cho đến thời hiện tại thì các thuốc TKI đã được chứng minh là có hiệu quả giúp cải thiện thời gian sống thêm không tiến triển PDS cao hơn rất nhiều so với phương pháp điều trị chuẩn trước đây, đó là hóa trị. Với hóa trị thì chúng ta cái thời gian sống thêm không tiến triển khoảng trung bình khoảng 6 tháng. Nhưng nhờ các thuốc TKI thì cái thời gian này đã nâng đến 12 tháng và thậm chí là lên 13,7 tháng tùy theo từng nghiên cứu, có nghĩa là gấp đôi đối với các thuốc TKI thế hệ 1 và 2 so với thuốc hóa trị trước đây. Và đặc biệt là gần đây thì thuốc TKI thế hệ 3 với cái tên hoạt chất là osimertinib thì đã giúp kéo dài cái thời gian sống thêm triển lên tới 18,9 tháng, có nghĩa là 1,5 năm, gấp 3 lần so với biện pháp điều trị hóa trị trước đây. Và đây là cái điều này minh chứng cho thấy cái hiệu quả của các cái thuốc TKI hay là còn gọi là các cái thuốc điều trị đích dạng phân tử nhỏ đã giúp thay đổi bức tranh chung về tiên lượng ung thư phổi không phải nhỏ, mặc dù ở giai đoạn rất là muộn bệnh nhân vẫn có hy vọng kéo dài được thời gian sống thêm, trong đó có cả sống thêm không tiến triển. Tuy nhiên thì bởi vì với ung thư phổi cho đến thời điểm này thì vẫn xếp vào cái nhóm là căn bệnh có cái độ ác tính cao và đặc biệt là giai đoạn muộn, thì cho dù có dùng các cái thuốc sinh học phân tử dạng TKI thế hệ mới thì đến thời điểm đó thì bệnh vẫn tiếp tục phát triển và xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Và theo các nghiên cứu hiện nay thì cho thấy cái con số này lên tới khoảng trên 50% các trường hợp sau khi dùng thế hệ 1 và 2 thì sẽ xuất hiện các cái đột biến, gọi là đột biến kháng thuốc. Và trong số các đột biến này thì đột biến thường gặp nhất phải kể đến là đột biến T790M. Ước tính có khoảng 60% các trường hợp là xuất hiện cái loại đột biến này. Tuy nhiên thì cái tần suất đột biến T790M thì có khác nhau tùy thuộc nhiều yếu tố. Một trong yếu tố đó là cái thuốc TKI trước đây bệnh nhân được sử dụng. Ví dụ như là với afatinib thì cái tần số đột biến T790M lên khoảng dao động khoảng 50-70% tùy từng nghiên cứu. Và cái đột biến này sẽ xuất hiện nhiều ở các nhóm bệnh nhân mà trước đó cái đột biến ban đầu là đột biến xóa đoạn ở exon 19, thì cái đột biến T790M xuất hiện khoảng 75%, có nghĩa là khoảng 3/4 các trường hợp khi có đột biến kháng thuốc thì đó là đột biến T790M. Đây là cái đột biến phổ biến nhất trong số các đột biến kháng thuốc hiện nay sau khi dùng thế hệ 1 và thế hệ 2. Một yếu tố ảnh hưởng thứ ba tức là cái tần suất đột biến thực tế còn phụ thuộc vào cái phương pháp mà chúng ta sử dụng để phát hiện cái đột biến này. Cụ thể đối với các cái kỹ thuật mà dùng phương pháp ddPCR thì cái độ nhạy nó cao hơn cái phương pháp dùng cobas, phương pháp cobas. Cụ thể là cái tần số đột biến T790M thì có thể lên tới 66% nếu mà dùng cái phương pháp ddPCR. Trong khi đó thì cobas thì khoảng 24%. Có nghĩa là với các cái công cụ, các cái phương tiện, các kỹ thuật phát hiện đột biến khác nhau thì cái độ nhạy có khác nhau và điều đó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả xác định đột biến T790M sau khi có tình trạng kháng thuốc thế hệ 1 với thế hệ 2. Một yếu tố thứ ba là cái bệnh phẩm hay cái mẫu
mẫu bệnh phẩm để dùng để chẩn đoán phát hiện các đột biến này sau khi có tình trạng kháng thuốc trên lâm sàng. Thì hiện nay có hai cái loại bệnh phẩm chính, đó là loại bệnh phẩm mẫu mô, tức là lấy trên các bệnh phẩm tổn thương trực tiếp có cái tế bào ung thư. Bệnh phẩm thứ hai là chúng ta có thể dựa trên huyết tương, tức là lấy máu người bệnh để phát hiện các đột biến, trong đó có đột biến T790M. Và với cái kỹ thuật, các kỹ thuật hiện nay thì cái độ nhạy để phát hiện các cái đột biến T790M trong huyết tương thì thông thường là nó sẽ thấp hơn so với mẫu mô, vì đây là một phương pháp mà gián tiếp đánh giá một cách gián tiếp qua các cái việc giải phóng các cái mảnh vụn, các phân tử từ tế bào ung thư vào máu và huyết tương, thì chúng ta sẽ đánh giá qua các cái phân tích nồng độ ở đây trong cái chất này. Do vậy là đôi khi thì cái độ nhạy nó sẽ thấp hơn nếu chúng ta lấy bằng các phương pháp trực tiếp vào khối u hay là các cái tổn thương di căn từ ung thư khối u nguyên phát. Và hiện nay thì cái tần suất xuất hiện đột biến T790M thì người ta thấy nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố, nhưng cái nhóm bệnh nhân mà hay gặp cái loại đột biến này thì đây là các cái nhóm bệnh nhân mà có trước đó đột biến xóa đoạn exon 19 và có tổn thương di căn ở trong lồng ngực, và cái thời gian sống thêm tiến triển kéo dài khoảng trên 11,2 tháng, tức là khoảng trên một năm, thì sắp xỉ một năm, thì cái nhóm T7M nó xuất hiện cao hơn của nhóm này hơn so với nhóm còn lại. Thì đấy là cái dữ liệu nghiên cứu đến thời điểm này, nó thấy rằng là có cái sự khác biệt về cái loại đột biến kháng thuốc này. Thì câu chuyện đặt ra là khi có vấn đề kháng thuốc và đặc biệt là xuất hiện đột biến T7M thì chúng ta nên sử dụng các biện pháp điều trị tiếp theo ra sao. Thì cái nhóm thứ nhất là chúng ta sử dụng, trước đó là sử dụng thế hệ 1 và thế hệ 2. Thế hệ 2 tức là cái thế hệ trước đó, thế hệ đầu hơn, tức là ra đời sớm hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng ra sao. Thì các cái dữ liệu nghiên cứu hiện nay thì xuất phát từ các cái thử nghiệm lâm sàng. Trước hết là thử nghiệm lâm sàng năm 3. Thì trong cái thử nghiệm lâm sàng này, người ta so sánh cái hiệu quả của điều trị TI thế hệ 2, đây là afatinib, cái đường màu xanh đấy, so với cái nhóm dùng hóa trị kinh điển, đó là phác đồ có pomalidomide kết hợp với cisplatin, là cái đường màu đen, đây là cái đường cong sống thêm về sống thêm toàn bộ OS. Thì kết quả chúng ta cho thấy ở cái đường cong sống thêm, đặc biệt ở cái nhóm mất đoạn exon 19 ấy, thì cái đường cong sống thêm màu xanh đây chúng ta thấy nó tách biệt hẳn ra, cao hơn hẳn. Cụ thể đây là 33,3 tháng so với cái nhóm chứng là 21,1 tháng. Và cái sự khác biệt này thì có liên quan đến, ngoài cái việc là chúng ta dùng thế hệ 2 ở bước 1 là afatinib, nhưng trong cái số này thì cũng có các bệnh nhân mà sau khi thất bại afatinib sẽ được chuyển sang cái nhóm thế hệ tiếp theo, đó là osimertinib. Thì trong thấy người ta thấy có khoảng 8 bệnh nhân trong cái nghiên cứu này. Tuy nhiên thì đây là con số rất là khiêm tốn. Nhưng cái xuất phát ban đầu này, người ta đặt ra câu hỏi là vậy thì cái thời gian sống thêm toàn bộ ở cái nhóm dùng afatinib này thì không phải là hiệu quả hoàn toàn là do cái thuốc afatinib, mà ở đây có cái sự tham gia của cái việc chuyển tiếp sau khi dùng afatinib thất bại rồi thì chuyển sang thế hệ 3, thì cũng giúp kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh ở nhóm này. Và cái kết quả này có thể cho thấy đây là cái kết quả của cả hai cái loại thuốc, vừa thế hệ 2 là afatinib nhưng sau khi thất bại chuyển thế hệ 3, trong nó có khoảng 8 bệnh nhân ở cái nhóm bệnh nhân này. Thế còn cái thử lâm sàng để chứng minh về cái hiệu quả thực sự của điều trị osimertinib thế hệ 3 sau khi thất bại với thế hệ 1 hoặc thế hệ 2 là điều trị bước 1, thì người ta thấy cái thử nghiệm đó là thử nghiệm ORA3, nghiên cứu ORA3, thì người ta thấy cái sự khác biệt này đã được chứng minh rất rõ rệt. Cụ thể đây là với cái đường cong sống thêm không tiến triển HS màu đen, tức là tương ứng với cái nhóm bệnh nhân dùng hóa trị, tức là sau khi thất bại thế hệ 1, thế hệ 2 rồi chúng ta chuyển hóa trị thì chỉ có 4,4 tháng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển sang thế hệ 3, tức là thế hệ sau mới hơn, thì cái đường cong sống thêm đây trung vị lên tới 10,1 tháng.
và cái sự chênh lệch này khoảng gần 6 tháng, tức là khoảng nửa năm. Thì đây là cái nghiên cứu lâm sàng mà cho thấy cái hiệu quả của cái việc điều trị thế hệ 3 sau khi thất bại thế hệ 1 hoặc thế hệ 2, thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt rất rõ rệt. Và qua cái thử nghiệm lâm sàng này cho thấy là các cái hầu hết các khuyến cáo GARDA quốc tế hiện nay đều đưa ra là sau khi thất bại với TGA thế hệ 1, thế hệ 2 thì chúng ta đi tìm các cái xét nghiệm sinh học phân tử có đột biến T7M, nếu dương tính thì chúng ta sẽ chuyển thế hệ 3, vì rõ ràng là chúng ta chuyển thế hệ 3 thì nó sẽ tốt hơn hẳn so với chúng ta quay trở lại điều trị hóa chất kinh điển. Kết quả cho thấy trên khoảng 6 tháng. Ngoài ra thì ngoài cái kết quả nghiên cứu của thử nghiệm lâm sàng pha 3 nghiên cứu ORA ra, thì các nghiên cứu khác cũng cho thấy, minh chứng cho thấy cái việc của chúng ta chuyển đổi từ thế hệ 1 hoặc thế hệ 2 sang thế hệ 3. Ở đây cụ thể là cái phân tích gộp NAC3, NAC6 và NAC7 với cái thời gian trung vị theo dõi lên tới 4,7 năm, tức là gần 5 năm ở các cái bệnh nhân mà sau khi chúng ta điều trị thất bại với thế hệ 2 là Napatinib rồi, bước 1 thì chúng ta chuyển sang Otitinib, thì chúng ta thấy rằng là cái trung vị thời gian điều trị lên tới 20,2 tháng, có nghĩa là bệnh nhân có cơ hội tiếp tục được điều trị dùng cái thuốc TI thế hệ 3 mới đạt được gần 2 năm. Điều này cho thấy rằng là cái việc mà bệnh nhân trước đó dùng thế hệ 2 là Napatinib mà chuyển sang thế hệ 3 là Osimertinib thì sẽ có hiệu quả, giúp kéo dài cái thời gian sống thêm, toàn bộ như thời gian sống thêm tiến triển cho người bệnh. Trong đó có phải một trong cái tiêu chí đánh giá đó là cái thời gian được bệnh nhân được cơ hội tiếp cận điều trị dùng cái sử dụng cái thuốc thế hệ 3 ở đây, thì cho thấy là cái hiệu cho thấy là cái thời gian đó mặc dù là thất bại rồi, bước 1 đã thất bại rồi, nhưng bước 2 chúng ta vẫn có thể lên tới gần 2 năm. Và một cái thử nghiệm lâm sàng khác, nghiên cứu mang tên là nghiên cứu Diêu Tắc, thì nghiên cứu này cũng minh chứng cho thấy cái hiệu quả của việc dùng chuỗi điều trị TGA, tức là bước 1 chúng ta dùng Afatinib là thế hệ 2, sau đó nếu thất bại kháng thuốc chúng ta chuyển sang Osimertinib là thế hệ 3, thì cho thấy cái thời gian trung vị thời gian điều trị ở đây cũng lên tới 27,7 tháng, có nghĩa là trên 2 năm. Trong khi đó thì phân tích dưới nhóm ở cái nghiên cứu này đối với bệnh nhân ở châu Á mà có đột biến xóa đoạn exon thứ 19 thì cái trung vị thời gian sống thêm toàn bộ ở đây lên tới 40 tháng, có nghĩa là trên 3 năm, 3,5 năm, có nghĩa là cái thời gian cho thấy mặc dù là ung thư phổi giai đoạn muộn, nếu như trước đây chúng ta điều trị hóa trị bằng pháp kinh điển thì hầu hết các cái kết quả cho thấy thời gian sống thêm trung bình nó khoảng từ 8 đến 10 tháng. Nhưng ngày nay nhờ các cái thuốc TGA mới ra đời thì kể cả khi kháng thuốc chúng ta chuyển sang thế hệ mới thì vẫn giúp kéo dài cái thời gian, cái con số thời gian sống thêm lên tới gần 4 năm. Thì đây là cái con số có thể làm gọi là rất là ngoạn mục, giúp cải thiện cái bức tranh về ung thư phổi không phải từ nhỏ mà giai đoạn muộn trước so với trước đây. Và trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng cái thời gian sống thêm toàn bộ lên tới 45,7 tháng, có nghĩa là đạt gần 4 năm, với cái tỷ lệ sống thêm toàn bộ ở thời điểm 24 tháng, tức là 2 năm, lên tới 94%, có nghĩa là gần 100% các trường hợp là bệnh nhân có cơ hội sống qua thời điểm 2 năm nếu mà bệnh nhân dùng cái chuỗi điều trị này, Afatinib thất bại chuyển sang Otitinib. Thì đấy là cái nghiên cứu cho thấy cái hiệu quả của việc dùng TKA. Ngoài các thử nghiệm lâm sàng kể trên thì có các nghiên cứu gọi là nghiên cứu đời thực, tức là nghiên cứu không phải là các cái thử nghiệm lâm sàng mà đấy là nghiên cứu thực tế trên các đối tượng người bệnh ở các cái cơ sở y tế ở các quốc gia khác nhau, trên cái đối tượng người bệnh thực tế. Thì cái nghiên cứu ở các tác giả Nhật Bản, chúng ta thấy rằng cái chuỗi điều trị chúng ta dùng Afatinib sau đó thất bại chuyển sang Otitinib thì cái tỷ lệ đáp ứng cũng lên tới 82,9% và cái tỷ lệ kiểm soát bệnh lên tới 91,4%.
các cái dữ liệu này cũng cho thấy rằng cái hiệu quả của việc chúng ta mặc dù thất bại PKI thế hệ 1, thế hệ 2 rồi, chúng ta vẫn có cơ hội để giúp cho người bệnh cải thiện được cái tỷ lệ đáp ứng cũng như kiểm soát bệnh nếu chúng ta chuyển sang thế hệ 3. Và cũng là một nghiên cứu đời thực khác nhưng ở quốc gia châu Âu, đó là ở Đức, với cái tên nghiên cứu Essen, thì ta thấy rằng đấy, với việc mà ta dùng cái thuốc PKI thế 1, 2 và 3 thì cái thời gian sống thêm toàn bộ lên tới 46,5 tháng, có nghĩa là đạt được gần 4 năm. Tuy nhiên ở đây người ta phân tích giữa cái việc có sự khác biệt giữa hai cái nhóm mà chúng ta dùng gọi là dùng theo tuần tự, tức là chúng ta dùng thế hệ 1 hoặc thế hệ 2 trước, sau đó thất bại chúng ta chuyển sang thế hệ 3, thì biểu hiện ở đường cong sống thêm màu xanh đây là lên tới 60,3 tháng, có nghĩa là lên tới 5 năm. Trong khi đó nếu chúng ta không dùng tuần tự thì nó chỉ có 24,2 tháng, có nghĩa là 2 năm. Đấy, 2 năm, và hai đường cong này cũng tách biệt hẳn ra. Và đây cũng là một cái dữ liệu cho thấy là cái hiệu quả của chúng ta việc dùng TKI nhưng mà chúng ta dùng tuần tự theo các cái bước thế hệ 1, thế hệ 2 mà thất bại chúng ta chuyển thế hệ 3, thì cái đường cong sống thêm cho thấy đã đạt được tới 5 năm. Thế đây là một con số mà trước đây chúng ta dùng các phương pháp kinh điển thì không thể có cái kết quả này được. Thì cái vấn đề đặt ra là cái việc mà chúng ta dùng các TI có thế hệ 1, thế hệ 2 đều có thể dùng bước 1 được, sau đó thất bại chuyển thế hệ 3, thì có sự khác biệt gì giữa việc chúng ta dùng thế hệ 1, thế hệ 2 hay không? Thì các nghiên cứu về mặt sinh phân tử cũng như mặt tế bào học chúng ta thấy rằng với các cái nhóm bệnh nhân mà trước đó dùng TI thế hệ 2, cụ thể là Nip, so với cái nhóm mà ta dùng thế hệ 1, thì sau khi kháng thuốc, tức là xuất hiện các đột biến kháng thuốc T7M, thì ta phân tích thấy rằng là ở cái nhóm mà dùng thế hệ 2 thì cái hình ảnh về mặt tế bào học cũng như là mặt sinh phân tử nó thấy nó tương đối đồng nhất hơn so với cái nhóm mà chúng ta dùng thế hệ 1. Điều này cũng là cái cơ sở chúng ta giải thích tại sao khi dùng TI thế hệ 2 thì cái việc mà chúng ta dùng thế hệ 3 là cái thuốc mà tác động vào T7M nó sẽ có hiệu quả, có dường như có vẻ tốt hơn so với thế hệ 1, bởi vì nó cái quần thể tế bào nó tương đối là đồng nhất, do cái việc mà cái biến đổi về các mặt sinh phân tử tương đối là đồng nhất hơn so với hình ảnh phía trên đây. Chúng ta thấy là hình thế 1 thì nó có sự khác biệt. Chính vì vậy hiện nay thì theo các khuyến cáo của các tổ chức ung thư quốc tế, cụ thể là NCCN, chúng ta thấy là trong trường hợp chúng ta xác định được là có đột biến EGFR dương tính với các ung thư phổi không tương đối nhỏ, thì chúng ta lựa chọn bước 1 có thể là dùng các cái thuốc thế hệ 1 như là Erlotinib, hoặc thế hệ 2 là Afatinib. Sau đó chúng ta theo dõi đánh giá đến khi xuất hiện kháng thuốc, chúng ta tìm cái đột biến T790M. Nếu xuất hiện dương tính thì chúng ta sẽ chuyển sang thế hệ 3, đó là Osimertinib, cho dù có thể đó là cái nhóm mà không có triệu chứng, hoặc là nhóm có triệu chứng nhưng mà nếu xuất hiện các cái di căn thần kinh trung ương như não thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng Osimertinib nhưng kết hợp với điều trị tại chỗ, hoặc là trong hợp mà các cái tổn thương lan tràn xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau thì chúng ta nếu xác định được có T7M thì chúng ta vẫn có chỉ định dùng Osimertinib là cái thuốc được TI được lựa chọn trong hợp kháng thuốc thế hệ 1, thế hệ 2 này. Thế như vậy là chúng ta đã xong cái phần mà cái việc mà dùng TI thế hệ 1, thế hệ 2 thất bại thì chúng ta chuyển thế hệ 3 thì đã được minh chứng rất rõ. Nhưng cái nhóm còn lại là chúng ta, nếu chúng ta dùng thế hệ 3, tức là cái thuốc ra đời sau mới trước, thì câu chuyện đặt ra là đến thời điểm đó mà kháng thuốc thế hệ 3 rồi thì cái cách xử trí ra sao. Thì cho đến hiện nay thì các nghiên cứu đã khẳng định cho thấy là cái việc mà sau khi dùng Osimertinib là một thuốc TI thế hệ 3 thất bại ở bước 1 rồi, thì các cái nghiên cứu cho thấy là hiện nay đa phần là các cái đột biến là chúng ta ở cái nhóm mà chúng ta chưa có được gọi là chứng minh một cách có hiệu quả để đưa ra được cái khuyến cáo hướng dẫn thực hành với cái việc mà chúng ta sau khi dùng
Thì là thế ba thất bại. Để cụ thể đây là đa phần là xuất hiện các đột biến như đột biến khuyết đại MET hoặc là đột biến là C797S. Thì các đột biến này cho đến điểm này thì vẫn chưa có các cái TKI mới được chứng minh một cách gọi là có hiệu quả thực sự ở cái nhóm bệnh nhân này. Do vậy là đối với trường hợp sau khi thất bại thế hệ 3 hiện nay thì các khuyến cáo đều cho thấy là với việc kháng thuốc thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn khác nhau. Thứ nhất là chúng ta có thể có các cái lựa chọn chính vẫn có thể vẫn tiếp tục dùng cái TKI thế hệ 3 trong trường hợp mà bệnh nhân không có triệu chứng, không có triệu chứng, tức là cái mức độ rất là nhẹ, hoặc là có triệu chứng nhưng mà có xuất hiện cái tổn thương chủ yếu ở thần kinh trung ương đi căn não thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng thế hệ 3 được, nhưng chúng ta phải kết hợp với việc điều trị tại chỗ, cụ thể bằng các phương pháp như là xạ phẫu hoặc là xạ trị toàn não tùy theo cái số lượng như kích thước tổn thương. Thế còn trong hợp mà cái tổn thương di căn lan tràn ở nhiều vị trí khác nhau thì lúc đó chúng ta phải chuyển sang các biện pháp điều trị toàn thân. Hiện nay thì chưa có các cái khuyến cáo để dùng các cái TI thế hệ sau khi thất bại của oxytocin. Cụ thể các biện pháp điều trị toàn thân ở đây đó là dùng các cái phương pháp kinh điển như là chúng ta dùng hóa trị tùy theo các cái loại tế bào biểu mô vẩy hay biểu mô không phải biểu mô vẩy, chúng ta có các phác đồ hóa trị khác nhau. Hoặc là đối với cái nhóm mà ung thư không phải tế bào nhỏ mà không phải biểu mô vẩy thì chúng ta có thể dùng hóa trị kết hợp với thuốc điều trị đích dạng truyền, tức là dạng kháng thể đơn dòng, kháng tăng sinh mạch, bevacizumab. Thế còn trong một số trường hợp thì chúng ta vẫn có thể dùng cái phương pháp điều trị mới hiện nay, đó là điều trị miễn dịch, pembrolizumab hoặc atezolizumab, nhưng mà vẫn phải kết hợp với điều trị hóa trị. Thì đấy là cái khuyến cáo hiện nay. Cụ thể đây chúng ta thấy theo khuyến cáo của NCCN thì trong trường hợp mà thất bại với TI thế hệ 3 rồi thì chúng ta có các cái hướng dẫn sử dụng các cái thuốc phác đồ khác nhau, nhưng cơ bản đây cũng là cái phác đồ có platin kết hợp với các nhóm thuốc như là taxan hoặc là nhóm pemetrexed tùy theo đó là biểu mô vẩy hay không vẩy và tùy theo tình trạng bệnh nhân kháng điểm ECOG là 0 hay 1 hay 2 thì chúng ta có các cái lựa chọn phác đồ ưu tiên khác nhau. Và đây là các cái phác đồ mà trong trường hợp mà chúng ta thất bại với sử dụng TI thế hệ 3. Và trong thực hành lâm sàng hiện nay thì ngoài các cái đột biến thường gặp hay gặp ở exon thứ 19 là đột biến xóa đoạn và các cái đột biến ít gặp hiện nay thì cũng có thể xuất hiện, nhưng mà cho thời điểm này thì cho thấy là đây là cái nhóm bệnh nhân mà gọi là kém nhạy cảm với các cái thuốc điều trị bằng phương pháp thông thường. Thì các đột biến hiếm gặp này thì thường là các cái exon 18 hoặc là 19 hoặc là exon thứ 20. Thì cho tới điểm này thì cái nghiên cứu mà để chứng minh các cái hiệu quả của cái nhóm đột biến hiếm gặp này thì thứ nhất nó là các cái nghiên cứu về hiệu quả của TI thế hệ 2, đó là afatinib với các cái đối tượng đột biến khác nhau. Tuy nhiên thì đây là các đột biến hiếm gặp nên là chúng ta thấy các cái cơ mẫu các cái đối tượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu này thì không nhiều bởi vì đây là các đột biến rất hiếm gặp. Nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy với cái TI thế hệ 2 là afatinib thì chúng ta có dùng TI thế hệ 2 cũng có thể giúp kéo dài được thời gian sống thêm toàn bộ đây từ 16,9 cho đến 26,9 tháng và tùy theo từng loại đột biến cụ thể. Và cái báo cáo đến thời điểm này thì cho thấy là cái afatinib trong cái điều trị các đột biến gọi là không thường gặp hiện nay thì đây là cái báo cáo mà có dữ liệu nhiều nhất. Tuy nhiên thì tổng cỡ mẫu thì tham gia đối tượng nghiên cứu này cũng khoảng trên 100 bệnh nhân thôi. Thế còn đối với thế hệ 3 hiện nay thì cũng có một cái thử nghiệm lâm sàng pha 2 trên 36 bệnh nhân. Thì kết quả cho thấy là cái thời gian sống thêm không tiến triển khoảng 8,2 tháng và cái khoảng thời gian đáp ứng thì khoảng 11,2 tháng. Thì đây là cái kết quả nghiên cứu cho thấy là cái việc mà đối với các đột biến mà hiếm gặp thì chúng ta vẫn có các cái TKI để lựa chọn. Tuy nhiên thì các cái dữ liệu lâm sàng nghiên cứu về các đột biến hiếm gặp thì hiện nay thì chưa có nhiều,
và cái cơ mẫu thì gọi là còn khiêm tốn, vì đây là cái nhóm mà đột biến rất ít gặp. Một cái loại đột biến tiếp theo đó là biến mất đoạn, đột biến chèn đoạn ở exon thứ 20, thì có thông tin cập nhật về cái lựa chọn thứ hai cho cái nhóm bệnh nhân này được báo cáo trong cái hội nghị ung thư phổi thế giới năm 2021 vừa qua, thì có tổng hợp các nghiên cứu hiện nay cho thấy có hai cái TKI mới, đó là amivantanab và mobocertinib. Qua các thử nghiệm lâm sàng cho thấy thì trên các đột biến mà chèn đoạn ở trong thứ 20 ấy, thì cái thời gian sống trên toàn bộ cũng đạt khoảng 22,8 tháng. Tuy nhiên thì cái PFS thì cũng chỉ khoảng 7,3 cho đến 8,3 tháng tùy từng nghiên cứu. Như vậy thì với các cái đột biến hiếm gặp này thì chúng ta vẫn đang trong giai đoạn mà các cái thử nghiệm lâm sàng để cố gắng đi tìm các cái thuốc thế hệ mới, các cái TKI mới để giúp cải thiện kéo dài thời gian sống trên toàn bộ nhiều hơn nữa so với các cái thuốc TKI trước đây. Tuy nhiên thì với tới thời điểm hiện tại thì các kết quả báo cáo cho thấy thì cái thời gian sống trên toàn bộ vẫn còn ít hơn, thấp hơn so với các cái hiệu quả của các TKI thế hệ 3 trên các đột biến thường gặp khác. Thì đấy là cái đặc điểm của đột biến hiếm gặp hiện nay. Một TKI khác mới hiện nay đó là neratinib, cũng được chứng minh trên hiệu quả trên cái đột biến hiếm gặp ở exon thứ 18. Thì kết quả cho thấy thì cái tỷ lệ đáp ứng cũng khoảng 40%, và cái thời gian BS khoảng 9,1 tháng. Và như vậy thì qua cái phần trình bày của tôi ngày hôm nay thì xin phép tóm được một số các cái thông tin như sau. Hiện nay thì với các cái tiến bộ của sinh học phân tử thì các cái thuốc TKI ra đời đã giúp kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh ở các cái nhóm bệnh nhân có đột biến gen IGA dương tính. Và đến thời điểm tại thì chúng ta có ba cái thế hệ, từ thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3. Tuy nhiên thì cho dù chúng ta dùng thế hệ 1 hay thế hệ 2 hay thế hệ 3, đến thời điểm đó thì vẫn xuất hiện cái tình trạng kháng thuốc. Và đối với cái nhóm thế hệ 1, thế hệ 2 thì cái tỷ lệ bệnh nhân kháng thuốc đa phần là đột biến T790M với cái tần suất khoảng 60%. Và cái việc lựa chọn các cái TI tiếp theo sau khi dùng thế hệ 1, thế hệ 2 thì đến thời điểm hôm nay thì cái lựa chọn tối ưu được nghiên cứu cho thấy là chúng ta chuyển sang thế hệ 3, đó là osimertinib. Bởi vì cái việc chúng ta dùng chuyển thế hệ 3, cụ thể là cái chuỗi afatinib là thế hệ 2, sau đó chúng ta chuyển sang osimertinib thế hệ 3 thì đã giúp kéo dài cái thời gian sống trên toàn bộ. Với cái kết quả tùy theo cái đặc điểm bệnh nhân là người châu Á hay là có đột biến xóa đoạn exon 19 hay không thì cái kết quả có khác nhau. Tuy nhiên thì cái kết quả nghiên cứu đời thực cho thấy là cái việc sử dụng chuỗi này thì cái thời gian sống trên toàn bộ có thể đạt tới 45,7 tháng, có nghĩa là gần 4 năm, và cái tỷ lệ sống thêm toàn bộ ở thời điểm 2 năm, tức là 24 tháng, lên tới 94%. Và điều này cho thấy là cái hiệu quả đã được cải thiện rõ rệt so với các cái phương pháp điều chuyển trước đây. Tuy nhiên thì với cái việc mà chúng ta dùng thế hệ 3 trước thì sau khi thất bại thì tiến triển tại hiện nay thì khuyến cáo hiện nay thì đa phần là chúng ta phải chuyển sang các phương pháp điều trị toàn thân như phương pháp hóa trị kinh điển hoặc là hóa trị kết hợp với điều trị đích dạng kháng thể đơn dòng, đó là BCMAP. Thế còn các đột biến mà hiếm gặp, ít gặp hơn như là đột biến ở exon thứ 20 hay 18 thì hiện nay thì cũng đang có các cái rất nhiều các cái nghiên cứu đang mở ra rất nhiều cái hy vọng để giúp cải thiện cái thời gian sống thêm toàn bộ cũng như thời gian sống thêm triển cho nhóm bệnh nhân này. Và phần trình bày của tôi đến đây hết. Xin trân trọng chú ý theo dõi của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.